đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều hợp tác xã phải đối mặt với bài toán duy trì sản xuất và sự thay đổi của thị trường. Không ít hợp tác xã đã phải cắt giảm quy mô lao động để tồn tại. Thế nhưng, cũng trong bối cảnh dịch bệnh, nhờ xây dựng được mô hình liên kết, vận hành theo chuỗi giá trị đã giúp không ít các hợp tác xã vượt qua khó khăn và trở thành điểm sáng ngay cả trong đại dịch. Xin kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Hợp tác xã được phát sóng hàng tuần trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các hoạt động sản xuất nông nghiệp đã ảnh hưởng tương đối lớn. Từ việc duy trì sản xuất, đơn hàng bị gián đoạn cho đến nguồn cung và tiêu thụ bị giảm sút. Thế nhưng, với nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới lại cho thấy nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cung ứng nông sản, hàng hóa không chỉ phục hồi mạnh mẽ mà còn phát triển cả về số lượng thành viên cũng như xây dựng được kênh phân phối ổn định. Đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Gia đình anh Phạm Văn Lượng ở thôn Châu Sơn, xã Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang đã làm mì gạo hơn 10 năm nay. Mặc dù các sản phẩm làm ra đều có giá bán cao, nhưng sản lượng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nên khó mở rộng thị trường. Để giải quyết vấn đề này, anh và 6 hộ gia đình khác đã liên kết thành lập một hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ mì gạo. Mình làm cái hợp tác xã để mình đóng bao bì sản phẩm để mình quảng bá thị trường cho nó mở rộng ra. Được các cơ quan của nhà nước thì cũng là nhiệt tình hỗ trợ. Cũng hiện tại giờ là cũng gần ổn rồi. So với 5 năm trước, hoạt động sản xuất của gia đình ông Thân Hải Đăng giờ phát triển hơn rất nhiều. Thu nhập từ trồng sâm nam cũng gấp 2 đến 3 lần. Có được kết quả này là nhờ ông tham gia và được hợp tác xã tại đây tư vấn kỹ thuật sản xuất, lo đầu vào, đầu ra sản phẩm. Khi mà có hợp tác xã thì tất cả mọi thành viên là đều làm là nó theo một cái quy trình khép kín cũng như là cũng theo một cái nguyên tắc của hợp tác chứ không tự phát như trước nữa. Huyện Tân Yên hiện có hơn 100 hợp tác xã. Sau gần 10 năm hoạt động theo luật hợp tác xã mới, các hợp tác xã đang dần xóa bỏ hình thức manh mún nhỏ lẻ và hướng đến mô hình liên kết chuỗi. Tuy nhiên, để các đơn vị này thực sự trở thành hợp tác xã kiểu mới, ngoài sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, đổi mới về tư duy sản xuất của bản thân các hợp tác xã, huyện Tân Yên cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực kinh tế tập thể này. Các hợp tác xã này đều có cái tiêu chuẩn cũng như là tham gia vào những cái chương trình gọi là chuỗi giá trị sản xuất và liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện những cái việc là sản xuất cung ứng ra thị trường, tạo điều kiện hành lang cũng như là tạo điều kiện về hỗ trợ pháp lý ban đầu cho các hợp tác xã để tạo điều kiện cho họ có cái chỗ đứng và niềm tin phát triển trên thị trường. Không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng vẫn đem lại hiệu quả kinh tế, thu hút người dân tham gia sản xuất, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Những mô hình hợp tác xã kiểu mới của huyện Tân Yên, Bắc Giang đang dần khẳng định được vị thế của kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Đây cũng là bệ đỡ vững chắc cho nông dân cũng như nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới. Thưa quý vị, hướng đến nền nông nghiệp sạch với những sản phẩm nông sản giá trị cao là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Một trong những vấn đề cốt lõi là đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp. Với chăn nuôi, mắt xích quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là công tác quản lý, kiểm soát tốt việc giết mổ, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Chính vì vậy, với những hợp tác xã xây dựng theo chuỗi thực phẩm an toàn thì đây là khâu luôn được coi trọng. Nhiều mô hình chăn nuôi giết mổ khép kín đã phát triển và cho thấy hiệu quả kinh tế cao. Đây là trang trại của hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ thực phẩm sạch Tín Nhiệm trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Được thành lập từ năm 2016, mỗi năm hợp tác xã này duy trì trên 3.000 đầu lợn theo quy trình chăn nuôi an toàn hữu cơ. Với trang trại rộng hàng nghìn mét vuông, được xây dựng độc lập, cách xa khu dân cư, mở đầu cho một quy trình sản xuất sạch. Thì trước khi đầu tư các hộ đầu tư trang trại thì là về quy mô thì đã là đảm bảo cái quy trình vệ sinh an toàn. Thì trước cái nhu cầu
của thị trường và mình muốn khẳng định cái thương hiệu của sản phẩm của mình ấy. Thì cái bước tiếp theo từ thành lập từ 2016 thì đến 2017 là mình thành lập một cái chuỗi giết mổ và chế biến ra các sản phẩm từ cái thịt sạch này. Mặc dù trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi và dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thế nhưng nhờ nắm vững kỹ thuật phòng chống dịch bệnh và chăm sóc đàn vật nuôi theo hướng an toàn sinh học, lượng đàn nuôi của hợp tác xã vẫn duy trì ổn định. Bí quyết trong chăn nuôi của hợp tác xã này nằm ở khâu chế biến thức ăn và áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Từ việc liên kết chuỗi và làm thương hiệu đã giúp đơn vị này không chỉ bình ổn giá bán mà còn đem lại thu nhập cao cho các xã viên. Thì để đảm bảo cái vệ sinh an toàn trong chăn nuôi thì đầu tiên nó phải là trang trại đầu tư theo đúng bài bản, đó là một hệ thống khép kín từ đầu vào đến đầu ra, và hệ thống trang trại thì khép kín tạo nó có một cái môi trường rất là ổn định cho con lợn phát triển, và cái quan trọng là cái hệ thống phòng dịch thì nó coi như cách ly hoàn toàn với lại môi trường xa dân cư và cách ly với môi trường bên ngoài. Ưu điểm của chăn nuôi khép kín là hạn chế được bệnh tật, tiết kiệm nhân công, thức ăn, đặc biệt hệ thống hầm chứa và xử lý chất thải giảm thiểu dịch bệnh cho vật nuôi và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Với hệ thống khép kín từ khâu chế biến, giết mổ, giá đến người tiêu dùng không phải bỏ thêm nhiều tiền hơn, nhưng giá trị gia tăng của người chăn nuôi trong hợp tác xã lại gia tăng thêm từ 5 đến 10%. Đó là giá trị lợi ích đem lại. Qua đó, khích lệ và thúc đẩy bà con chăn nuôi theo hướng bền vững và làm thương hiệu theo hướng chất lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang hướng tới. Bắc Giang chúng tôi là một trong cái địa phương mà có cái tổng đàn vật nuôi tương đối lớn. Thế thì để đảm bảo được cái chăn nuôi ra được cái sản phẩm chăn nuôi an toàn thực phẩm thì chúng tôi có cái quy trình kiểm soát chặt chẽ. Thứ nhất đó là từ cái câu con giống. Thì đối với lại con giống thì khi nhập đàn thì phải rõ được nguồn gốc con giống, và hai nữa là đã được thực hiện cái công tác kiểm dịch. Cái thứ hai nữa là đối là cái khâu thức ăn chăn nuôi. Hiện nay đối với lại cái khâu thức ăn chăn nuôi để sử dụng trong chăn nuôi hiện nay thì phải kiểm soát được các cái nguồn thức ăn không có hormone tăng trưởng, cũng như là có cái hàm lượng kháng sinh được phép lưu hành trong sản xuất chăn nuôi. Đối với lại quy trình chăn nuôi thì phải đảm bảo được cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, cũng như là kiểm soát tốt được cái dịch bệnh, cũng như là công tác tiêm phòng chống dịch bệnh. Một trong những mắt xích quan trọng của việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm là công tác quản lý, kiểm soát tốt việc giết mổ, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật. Chính vì vậy, với những hợp tác xã xây dựng theo chuỗi thực phẩm an toàn thì đây là khâu luôn được coi trọng. Từ 3 giờ sáng, những con lợn sau khi có kết quả âm tính với mầm bệnh đạt tiêu chuẩn được chuyển đến khu sơ chế giết mổ. Tại đây, cán bộ thú y đã có mặt để giám sát chặt chẽ và kiểm tra kỹ càng trước khi công nhân tiến hành các công đoạn giết mổ. Với quy trình hiện đại theo nguyên tắc một chiều từ khu bẩn đến khu sạch, trước khi đưa vào giết mổ, lợn được tắm rửa sạch sẽ. Lợn sau khi giết mổ được xịt rửa sạch, móc lên giá, nhân viên thú y kiểm tra kỹ trước khi lăn giấu. Sau khi phá lóc, thực phẩm sẽ được đóng gói, bảo quản lạnh nhằm giữ nguyên độ tươi ngon. Chúng tôi kiểm soát đầu vào tại nơi mà mình cung cấp lợn hơi về thì là ở thì trước khi vào là có kẹp chì niêm phong về tận kho, số lượng kiểm tra đầy đủ. Trước khi xuất thịt là sẽ kiểm tra số lượng trong kho và số lượng giết thịt. Kiểm tra những con lợn nó khỏe mạnh, đã đủ tiêu chuẩn để giết thịt thì sẽ cho giết thịt. Còn những cái con mà nó không đủ tiêu chuẩn ấy, thì sẽ bị loại, sẽ cho vào danh sách loại. Thì quá trình chăn nuôi thì cái cơ sở này thì đã được công bố là Fit Farm Food, thì họ đã đảm bảo cái từ cái nguồn lợn đầu vào đến đầu ra thì trong quá trình thì họ rất là liên hoàn. Thì chúng tôi cái này cũng theo dõi những cái nguồn lợn
từ của họ được nhập về từ các trang trại trong hệ thống. Trong cái giết mổ trước khi đưa đi ra thị trường thì chúng tôi đã kiểm soát thường xuyên để những sản phẩm đưa ra thị trường một cách tốt nhất. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó chăn nuôi chiếm tỷ trọng 40,7%. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, hàng năm, địa phương này đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Việc giám sát chủ động dịch bệnh, kiểm soát cơ sở giết mổ, công tác tiêm phòng, vệ sinh tiêu độc khử trùng, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn được thực hiện thường xuyên, góp phần hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan và thúc đẩy chăn nuôi bền vững. Đối với lại khâu giết mổ chế biến thì chúng tôi có cái quy trình kiểm soát giết mổ đảm bảo được cái quy trình là an toàn thực phẩm cũng như là đảm bảo cái điều kiện về vệ sinh thú y. Thì chúng tôi bố trí cán bộ kiểm dịch để xuống các cái cơ sở giết mổ kiểm tra lâm sàng cũng như là thực hiện cái việc mà cấp kiểm dịch vận chuyển cho các cơ sở giết mổ. Ngoài ra thì để kiểm soát được cái giết mổ hiện nay thì cũng các cái cơ sở giết mổ cũng phải thực hiện các cái khâu như là định kỳ lấy mẫu kiểm tra về các cái chất lượng sản phẩm chăn nuôi cũng như là kiểm tra một số các cái chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trong cái quá trình giết mổ chế biến hiện nay. Phát triển bền vững là xu hướng và mục tiêu mà bất cứ ngành nghề nào cũng đều hướng đến. Trong thực phẩm cũng vậy. Hiện nay, mô hình nông nghiệp sạch theo hướng từ trang trại đến bàn ăn đang trở thành xu hướng tất yếu. Những món ăn từ thực phẩm rau sạch, hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân trong tương lai mà các hợp tác xã đang tạo dựng. Từ sáng sớm, tại các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, những điểm bán hàng thực phẩm an toàn luôn là lựa chọn hàng đầu. Khách hàng đến đây đều có sự lựa chọn thông minh cho mình. Bởi đây không chỉ là kênh phân phối an toàn về thực phẩm, mà là thói quen thay đổi trong mùa Covid. Đặc biệt, với các sản phẩm thịt mát với thương hiệu 3S đã ghi điểm với bà nội trợ do có thể chế biến ngay và tiết kiệm thời gian, không cần rửa, trong khi với thịt đông lạnh, người nấu cần phải rã đông đúng cách, hạn chế vi khuẩn có hại phát triển trên miếng thịt. Trước kia thì là mình thường là chọn mua ở, thói quen là thường vẫn mua ở các cái chợ truyền thống. Đấy, nhưng mà gần đây thì là do dịch bệnh cũng như là mình cảm thấy là các cái đồ thực phẩm trong siêu thị họ được tuyển chọn kỹ càng hơn và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cho nên là gần đây là mình đã lựa chọn là mua trong các cái siêu thị để cho đảm bảo an toàn thực phẩm cho cả gia đình, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Với những thông tin đầy đủ về quy trình sản xuất trên bao bì sản phẩm, khách hàng có thể check mã QR code, điều mà trước đây nhiều khách hàng chưa có thói quen. Sản phẩm ngoài siêu thị thì đương nhiên là nó cũng có những cái mặt hàng sản phẩm sạch và... Nhưng mà cái nguồn gốc xuất xứ thì nó cũng không được đảm bảo, mình không kiểm nghiệm được ạ. Thế nên là tôi rất tin tưởng khi mua trong siêu thị thì hàng hóa luôn có tem mác và những cái thời hạn sử dụng các thứ đó là tôi cảm thấy rất đảm bảo ạ. Có thể nói, sự phát triển của mô hình 3F hay 3S đề cao cung ứng sản phẩm theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc đã làm thay đổi căn bản ngành chăn nuôi Việt Nam. Cụ thể, trước đây ngành chăn nuôi chia nhỏ thành nhiều giai đoạn như làm giống, sản xuất thức ăn, nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ. Trong đó từng công đoạn lại có lợi nhuận riêng, nhiều rủi ro, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của tư tưởng cha chung không ai khóc khi sản phẩm bị từ chối trên thị trường, trách nhiệm không biết thuộc về ai. Tuy nhiên, với mô hình từ trang trại đến bàn ăn, tất cả đã thay đổi khi mô hình có sự đồng bộ từ khâu làm giống, sản xuất thức ăn, chăn nuôi, chế biến và cung ứng thực phẩm. Tất cả phải có sự liên thông, minh bạch. Đối với ra thị trường là cả một quá trình. Cho nên xác định hợp tác xã sẽ phải kiên trì và sẽ phải đi đường trường với cái thói quen của người tiêu dùng Việt Nam. Và hai là cái sản phẩm này nó lại mới. Mới nhưng mà nó là một cái sản phẩm thông dụng. Cho nên cái thói quen của người Việt Nam là người ta
cứ phải tay sờ mắt nhìn thực tế, tức là mua bán theo chiều kiểu truyền thống. Bây giờ đưa ra một cái sản phẩm mới này, người ta cũng để mà người ta chấp nhận là một quá trình cũng là tương đối dài. Thế nhưng mà cái sản phẩm thì khi đưa ra thị trường ấy thì là được khách hàng ghi nhận, và cái lượng khách hàng thì cứ càng ngày càng tăng lên. Có thể nói, mô hình từ trang trại đến bàn ăn đã và đang trở thành xu hướng sản xuất, tiêu dùng phổ biến. Chính vì thế, nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện vượt qua rào cản, việc nắm bắt và lựa chọn xu thế này có thể xem là kim chỉ nam giúp các hợp tác xã nông nghiệp không ngừng phát triển trong không gian kinh tế mở. Nhiều cơ hội và cũng đầy thách thức như hiện tại. Từ khi thành lập đến nay thì hợp tác xã đã từng bước xây dựng khép kín mô hình theo mô hình chuỗi 3F. Thì đến giờ tất cả các sản phẩm từ con lợn làm ra hợp tác xã đã được chế biến và đã xây dựng thành công cái chuỗi tiêu thụ, chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm. Đầu ra khi với lượng lợn chăn ra đến đâu thì cũng tiêu thụ hết đến đấy và đem trực tiếp đến người tiêu dùng. Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có gần 750 hợp tác xã, trong đó có 488 hợp tác xã nông nghiệp, 235 hợp tác xã phi nông nghiệp và 20 quỹ tín dụng nhân dân. Cũng như nhiều thành phần kinh tế khác, lĩnh vực kinh tế hợp tác xã đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch COVID-19. Trong khó khăn chung đó, không ít các hợp tác xã đã gồng mình để vượt qua khó khăn hiện nay. Đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát, lại càng thấy được giá trị của việc liên kết trong khâu sản xuất, xây dựng chuỗi khép kín. Nó không chỉ giúp tăng năng suất mà còn chia sẻ rủi ro giữa các thành viên. Thì với cái định hướng và tầm nhìn cho vòng 5-10 năm tới thì hợp tác xã cũng đang xin Ủy ban nhân tỉnh và Ủy ban nhân huyện Hiệp Hòa xây dựng một khu quy hoạch khoảng 2 hecta, 2 đến 5 hecta cho khu công nghệ chế biến của hợp tác xã với mục tiêu lâu dài chế biến khép kín và mở rộng cái hạ tầng này. Rõ ràng đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh sản phẩm nông nghiệp nói chung, việc thiếu hay yếu ở bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi sản xuất sạch đều sẽ dẫn đến giảm sức cạnh tranh. Đây là điều dễ nhận thấy, nhưng hoàn thiện chuỗi giá trị không phải là điều đơn giản với bất kỳ doanh nghiệp nào. Để giải bài toán này, cần rất nhiều nguồn lực về kinh nghiệm, vốn, xây dựng hệ thống phân phối. Điều này cần có sự vào cuộc tích cực của nhà nước. Có như vậy, hợp tác xã mới có thể tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong và sau đại dịch COVID-19. Đối với thành phố thì xác định cái để sản xuất sạch thì chúng tôi tập trung cao vào hỗ trợ các cái chủ thể sản xuất về cái quy trình, về công nghệ và kỹ thuật sản xuất. Trong đó thì tập trung tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến thông qua các cái nền tảng di động để giới thiệu những cái công nghệ mới, quy trình sản xuất mới, sạch hơn, thân thiện hơn cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là hỗ trợ cho các cái chủ thể đổi mới dây chuyền thiết bị thông qua cái chương trình khuyến công của thành phố. Thế và năm qua thì cũng đã hỗ trợ cho 3 hợp tác xã đổi mới cái dây chuyền công nghệ với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Thế ngoài ra thì hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và hợp tác xã các cái đầu tư cơ sở vật chất để chế biến sâu hơn, có chất lượng hơn với cái tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Thế ngoài ra thì còn các cái biện pháp khác như là hỗ trợ về bảo hộ sở hữu trí tuệ, rồi thay đổi bao bì nhãn mác và các cái hoạt động quảng bá sản phẩm, tuyên truyền sản phẩm thông qua các cái hội nghị kết nối cung cầu. Kinh tế hợp tác, mà ở đây là hợp tác xã, là chủ thể không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh mà còn tạo việc làm, gia tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên hợp tác xã. Phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp có ý nghĩa sâu sắc cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và trật tự an ninh. Đặc biệt, trong cách mạng công nghiệp 4.0, muốn sản xuất hàng hóa lớn, tất yếu phải liên kết hợp tác, làm theo tiêu chuẩn, thì sản phẩm mới có chỗ đứng trên thị trường. Thưa quý vị, chương trình Hợp tác xã đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.